Xin chào cả nhà, hôm nay Châu đến và tham gia cùng quỹ từ thiện Kim Oanh để trao tặng một căn nhà tình thương cho ba mẹ con. Ở đây địa chỉ đâu là chú? Ở đây địa chỉ là ở đâu? Ở ấp 7 sông Cầu. Ấp 7 sông Cầu. Tổ này là tổ 11. Tổ 11. Tổ 11 ấp 7 sông Cầu. Huyện Trảng Bom. Huyện Trảng Bom đúng rồi. Tỉnh Đồng Nai. Dạ rồi. Dạ. Là đúng đi. Hôm nay thì quỹ từ thiện Kim Oanh đến địa chỉ vừa rồi để trao tặng một căn nhà cho ba mẹ con đơn thân tại địa chỉ như trên. Ba mẹ con thì rất là khó khăn, như mọi người thấy trong cái ngôi nhà hoàn toàn không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế thôi, rất là khó khăn. Quỹ từ thiện Kim Oanh tặng 10 căn nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Ngoài ra thì trong cái dịp Tết này, quỹ từ thiện Kim Oanh cũng đã trao tặng hơn 7.000 suất quà đến công nhân, đến người khó khăn, đến người nghèo ở 5 tỉnh thành tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để tìm hiểu tiếp câu chuyện của ba mẹ con. Rồi. Dạ, rồi. Rồi bữa nay thì cái chương trình Tết Tết yêu thương thì là quỹ từ thiện Kim Oanh có tặng địa phương mình hai căn nhà, trong đó gia đình mình có một cái căn nhà gọi là nhà tình thương, hỗ trợ là 80 triệu đồng. Thì sẽ nhờ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện, rồi là hội phụ nữ của xã, rồi Ủy ban xã tạo căn nhà, thì coi như là đây là cái biểu trưng mình trao để mà sẽ giúp để gia đình mình có cái căn nhà ở đàng hoàng. Nghe nói là cũng mẹ đâu thân này nuôi con, con học lớp mấy rồi? Dạ rồi, cầu lên. Dạ con học lớp lá. Đi học bằng gì? Con đi bộ hay đi xe? Đi bộ. À đi bộ á. Rồi mấy cây số lận? Đi bộ mấy cây số? Cố gắng là nha. Thôi bây giờ cả ba mẹ con thấy hoàn cảnh gì là neo đơn này, là đơn thân mà là nương tựa lẫn nhau nha, ráng học giỏi cho con lớn lên làm đại quý ha. Dạ con cũng chưa từ từ nha. Từ từ rồi trả luôn. Chị Hằng đứng xe đi, để đó, đứng xe đi. Hằng đứng xe đi. Cảm ơn cái Mạnh Hùng Quân, cái cô dì chú bác với các anh chị đã thương con và giúp đỡ được con. Dạ, con xin cảm ơn nhiều ạ. Cố gắng lên nha, mình có nghị lực tới bây giờ mà mẹ đơn thân mà nuôi hai con cái này thì cũng rất là vui rồi. Thì nhân cái dịp mà Tết Quý Mão ha, mình bước sang một cái năm mới con mèo, mình sẽ hy vọng mình có cái tương lai nó sáng sủa hơn. Hy vọng là căn nhà này giống như là một cái nơi mình an cư để mình lạc nghiệp nha. Chúc gia đình sức khỏe, chúc hai con là khỏe mạnh nha, cùng với mẹ để mà vượt qua mọi khó khăn nha. Mẹ nha. Bao giờ nghĩ rằng là mình có nhận được một cái món quà như thế này vào đúng cái dịp Tết không? Em cũng không dám nghĩ, em không dám nghĩ tới. Tại vì cũng có nhiều người cũng khổ hơn mình. Thế là em cũng hy vọng nhưng mà cũng không dám mong lắm. Mình cứ mỗi ngày mình cứ cố gắng thôi. Cứ cố gắng sống tốt. Dạ em cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ. Dạ, em một ngôi nhà mới đối với ba mẹ con thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái thềm năm mới sắp tới? Dạ em cũng không biết, em cái tương lai em như là em giờ em sống vì con thôi. Em không có mong gì, em chỉ mong con em nó có một cái chỗ, một cái gọi là nhà, để rồi chứ là mình không có làm được cái gì, con em con nó cũng có chỗ nó đi ra đi vô. Thì em cũng cảm thấy giống như là mình là người mẹ vô trách nhiệm, mình không có lo được cho con được chu đáo, giống là được có chỗ ở cho người khác. Giờ bố thì đã không có rồi, mình không có giữ được bố cho con, nhưng mà em mong là có nhà để cho con đó, chú mưa chú nắng. Mình đã cố gắng hết sức đúng không, bây giờ mình lại có thêm những bàn tay giúp đỡ mình nữa đúng không nào?
Cái nhà này thì địa phương mình tính khi nào khởi công anh Hải ha? Thì với cái sự giúp sức của mọi người thì mình tự tin năm mới của bác mẹ con sẽ thế nào nào? Dạ, em không nghĩ tới mà thì đây là sự thật, em rất là vui và em sẽ cố gắng để mấy con được. Có cái nhà an cư rồi thì mình có hy vọng lạc nghiệp không nào? Dạ có ạ. Hy vọng thế nào nào? Em cố gắng thì em cố gắng em ước thì em mở cái tiệm, em mở cái tiệm thì em làm tóc, em làm tóc thì em cố gắng thì công việc em muốn thì càng ngày nhiều may mắn để em có tiền để em lo cho hai con của em. Dạ. Dạ, mình tên họ là gì? Em nhận. Ừ, thế với Như Ý, ngôi nhà trong mơ như thế này sẽ mang lại cho con cái điều gì trong năm mới nào? Dạ, nó tiếp xúc cho con rất là nhiều động lực. Tại vì từ nhỏ giờ con với mẹ cũng khổ quá rồi, nên là bây giờ có thêm một ngôi nhà như vậy, mẹ con mẹ cũng rất là đỡ khổ. Thế từ ngôi nhà này thì mình mong ước điều gì cho cả bác mẹ con mình nào? Dạ con mong là một cuộc sống mẹ bà có nhà hai cái hạnh phúc hơn bây giờ. Mẹ bà có nhà hai cái bây giờ rất là hạnh phúc bây giờ. Tết năm mới. Đó là đây là món quà gọi là năm mới ý nghĩa nhất đối với cả gia đình mình là đúng không con? Thế con có muốn gửi lời chúc gì đến những cái người mà đã mang đến cho cả ba mẹ con một cái niềm vui mà mình không bao giờ dám nghĩ tới. Chúc sao? Nghĩ sao chúc vậy ha? Dạ con cũng thật sự cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp ba mẹ con có một nơi lánh lạnh nó tốt hơn hiện tại. Con xin chúc tất cả mọi người sống có một tất cả mọi người có thể một năm mới. Dạ có một năm mới thật là tươi vui. Tại vì con cảm thấy rất là biết ơn mọi người. Con có mong những người cũng đang khó khăn như mẹ con mình xong năm mới cũng sẽ đón nhận những cái niềm vui như là mẹ con mình để cùng mình từ một cái ngôi nhà mình có thể mơ ước đến nhiều cái sự tốt đẹp hơn trong cuộc sống không? Dạ vâng. Ừ thì con mong có con mẹ cha. Dạ vâng. Con cũng rất là mong tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn giống như con có thể cũng được những người tốt bụng ở xung quanh giúp đỡ giống như con. Tại vì bọn con là một người rất là may mắn được tất cả những mọi người giúp đỡ ở đây. Con xin cảm ơn. Con họ tên đầy đủ là gì? Dạ con là Phạm Ngọc Hương. Vui lì xì cho cả nhà, coi giống như thần tài. À, cái món này coi như là một cái lộc, cái phước của quỹ từ thiện Kim Quang chia sẻ gia đình. À, có thể là không nhiều lắm nhưng đó là cả một cái tấm lòng về cái gia đình và mong là gia đình sẽ nghị lực vươn lên nha, cố gắng lên. Dạ năm mới Tết đến năm tới thì con cũng xin chúc các ông bà, các chú, các bác, các dì, các anh, các chị một năm mới thật nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và sự như ý, lúc nào cũng được gặp nhiều may mắn, cuộc sống nào cũng tốt đẹp. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi đây có địa phương tặng gạo. Đây là ở bên phụ nữ có phần quà để tặng cho. Dạ. Rồi thì bây giờ cái chắc nhờ địa phương cái 80 triệu này là cái kế hoạch khi nào mình xây dựng hai mẹ con công. 80 triệu nè đây nè nghe không nào, Tết này là như là vui rồi. Cái này thì em muốn làm tại vì em của em á là nó biết xây mà nó có phải toàn em biết thằng này còn bây giờ nó sẽ. Thì cũng mong là trong năm mới mình sẽ có cái ngôi nhà mới nha. Cái ngày mà hoàn công để mà nhà mới thì tụi này sẽ đến ha, để mà chúc mừng lần nữa. Nha, bây giờ chắc vô. Đây có cái bạn là sẽ phụ trách xây nè. Dạ, mang dép thương. Con trai đâu rồi? Con trai đâu? Bê thùng mì vô. Bê thùng mì vô con. Nè, nè. Con trai bê dưới này đi. Bê vô đi. Y quậy quá nha. Em ơi em ngồi đây. Thế là nếu mà nhà mình xây như vậy thì kế hoạch sao đấy? 80 triệu thì xây được như thế nào? Tại vì cái này em ngồi đây, ngồi luôn đi. Dạ anh em ngồi đi, ngồi vô đi. Nếu mà khoảng cái tầm đó mình xây á là còn nó như mình xây dùm thì 5 mét, 10 mét. Hai phòng. Dạ. Yeah. 50 mét vuông. Dạ. Thì dự kiến là khoảng bao lâu? Nếu mình thi công là khoảng bao lâu? Nếu mà mình tự mà làm
tuổi chị mình á, thì chắc khoảng tầm 1 tháng. Thế thì chắc là qua Tết đấy. Dạ. Thì cái tiền này không biết là đã giải ngân như thế nào đó. Chính quyền địa phương mình sao ha? Cái kế hoạch giải ngân để mà cái này của ý chuyển xuống, dạ, chuyển xuống. Tức là sẽ có lẽ là chắc là cũng trong sau Tết, phải không? Dạ. Bữa nay mình ra biểu trưng mình đến thăm gia đình, rồi mình sẽ về mình nói xúc tiến là sẽ chuyển để mà mình xây, không? Mình xây nhà. Khi mà nào mà xong thì lại quỹ từ thiện lại đến nữa, lại tặng tiếp quà nữa, như là đồng hồ này kia rồi tập vở cho mấy cháu, ba lô cho đi học, nón bảo hiểm để mà đi đường cho nó an toàn. Dạ. Rồi một lần nữa vô đây thì thấy đúng là phải giúp đỡ thôi. Cái trường hợp này là địa phương là xác định đúng đối tượng, đúng người, đúng việc phải hỗ trợ, và tôi về tôi sẽ nói chuyện hình ảnh như thế là quá rõ ràng đấy. Thì cũng hy vọng là trong vòng cái nhà xong nó sẽ khác. Bữa nay là ghi hình rất là kỹ nha, con thì đúng là che chắn, sau này nhà mới nó sẽ tốt hơn. Mình nhưng quan trọng là cái nỗ lực của bản thân mình. Mình phải có một cái niềm tin. Tụi tôi, bản thân tôi cũng như vượt lên từ nghèo khó. Hoặc là cái chị Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch tập đoàn, cũng hồi 12 tuổi đi bán trà đá, mà bây giờ là một đại gia, trong tay có cả ngàn tỷ. Đừng có nghĩ rằng là số phận mình như vậy. Mình phải vượt qua, mình phải tự tin, niềm tin của mình để mà mình sẽ trở thành những người là có cái sự nghiệp, phải tin vào tương lai. Và năm nay là mong muốn là mang cái phước, cái lộc đến gia đình nha. Chúc gia đình là bình an, làm ăn sẽ khấm khá hơn. Luôn luôn tin mình sẽ vượt nghèo, đừng có nghĩ rằng mình như vậy nha. Biết đâu mai mốt rồi tôi lại gặp lịch trở thành là một doanh nhân thành đạt phải không? Thôi. Cảm ơn nha, chúc sức khỏe cả nhà nha. Rồi lần nữa nha. Rồi cảm ơn cả nhà. Cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn chị cho phụ nữ cũng quan tâm với lại ông Duy mình nha. Cảm ơn ha, mấy anh giúp đỡ cho. Cố gắng nha. Dạ. Ê, mấy tập bé. Vậy nha. Sẽ mới mẻ hơn. Mình cứ tin vào lên cuộc sống nó đầy sáng sáng lạn.